Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ học 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 2. Bài số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 85, 86, 87. Như vậy chúng ta thấy là nó tăng dần lên 99. 87 rồi 88. Rồi 89. Rồi 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, và thiếu rồi, 97 là viết đây nha, 98, rồi 99. Bài này, 71, 73, 75. Như vậy chúng ta thấy này, 71 rồi lên 73, như vậy nó cách cách 2 đơn vị. Cách 2 đơn vị. 73 tới 75. 75 là tới 77. 77. Rồi. Cái số tận cùng đó là số lẻ, 77 là tới 79. 79 rồi 81. 81 rồi 8, 83. 83 là 8, 85. 85 là 87. 87 rồi 89. Rồi 91. Rồi 90. 13. Rồi 95. Rồi 97. Rồi 99. 95, 97 nha. Chỗ này số 7. Chúng ta qua bài số 2. Số liền trước, số liền sau. Thầy ví dụ như thầy có con số, con số 7. Thì từ đây số 7 qua bên này là liền liền sau. Từ số 7 đó là trước. Liền sau thì chúng ta cộng 1. Liền trước là ta lấy số đã cho người ta trừ 1. Lấy số đã cho ta cộng 1 và lấy số đã cho ta trừ 1. Như vậy số 7 này đã cho thì số liền trước là số 7 là 7 ta trừ 1 là bằng 6. Số này ta lấy số đã cho là số 7 ta cộng 1 là bằng 8. Đó là cái nguyên tắc. Và số đã cho là 64. Số liền trước ta lấy 64 ta trừ 1 là bằng 63. Số liền sau ta lấy 64 ta cộng 1 là 65. 29 ta trừ 1 thì ra là 28. Cái này ta lấy 29 ta cộng 1 là 9 là 30. 50 ta trừ 1 là 49. 49 ta cộng 1, số liền sau là cộng 1 là 51. 98 số liền trước là còn là 97. Còn đây là cộng 1 là 99. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài 3 câu A. Số hạng, cái hàng trên là số hạng. Cái hàng dưới cũng số hạng. Và hàng cuối cùng là tổng. Muốn tìm tổng thì ta lấy hai cái số hạng này chúng ta cộng lại với nhau. Như vậy 37 ta cộng 9. 7 cộng 9 là 16, với 6 nhân 1 là 46. 3 cộng 1 là bằng 4. Bài này là 7. 45 cộng 5 là 45, ta cộng 45 là bằng 90. 7 này là 97. Số bị trừ cái hàng trên, số trừ cái hàng giữa và hiệu. Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ, ta trừ số trừ. Như vậy ta lấy 76 ta trừ cho 29. 6 ta trừ cho 9 là bằng 16, ta trừ 9 là bằng 7. 7 trả 1. 2 1 3, 7 trừ 3 bằng 4. 8 là trừ 4 được lấy 10, 14, 14 trừ 8 bằng 6, 6 trả 1, 3 1 4, 8 trừ 4 bằng 4. 9 ta trừ 0 là bằng 9, 9 ta trừ 5 là bằng 4. 1 ta trừ 2 được ta lấy 11, 11 trừ 2 bằng 9, 9 trả 1, 3 bằng 1 4, 9 trừ 4 bằng 5.
Bài số 4. Đúng thì ghi D, sai ghi X vào trong. Câu A, 4 cộng 9 là bằng 13. Này đúng. 9 cộng 9 là bằng 18. Mà này ghi 17 là sai. 19 là được 9 là bằng 10. 10 mà ghi 11 là sai. 16 ta trừ cho 7 bằng 9. 9 cộng 7 bằng 16, này đúng. Bài số 5, đặc tính và tính. 35 ta cộng 38 chúng ta cãi qua cùng lúc luôn. 5 ta cộng 8 bằng 13, với 3 ta nhớ 1, 3 cộng 3 là 6, 6 1 nhớ là 7. 94 ta trừ cho 48. 4 ta trừ 8 được lại 14, 14 trừ 8 là 6, 6 trả 1. 4 1 5, 9 trừ 5 là 4. 47 ta cộng 36. 7 cộng 6 13, với 3 ta nhớ 1, 3 cộng 4 7, 7 1 8. 80 ta trừ cho 42. 10 ta trừ cho 2 còn 8, 8 trả 1, 4 1 5, 8 trừ 5 là 3. 27 ta cộng 73. 33 10 với 0 ta nhớ 1. 2 cộng cho 7 9 9 1 10. Bài số 6. 42 cộng 15. 2 ta cộng 5 là bằng 7. 57. 57 cộng 10 là bằng 67. 69 ta trừ 9 là còn là 60. 60 ta trừ cho 13. 0 10 ta trừ cho 3 còn 7. 7 trả 1 như là 47. 89 ta trừ cho 24, 9 ta trừ cho 4 bằng 5. 8 ta trừ cho 2 6. 65 ta trừ cho 32. 5 ta trừ cho 2 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3. 50 ta cộng 17 là bằng là 67. 67 ta cộng cho 22. Như vậy là 89. Chúng ta qua bài số 7 tiếp theo. Giải toán câu A. Mẹ đông được 73 lít dầu. Bà đông được mẹ ít hơn là 16 lít dầu. Hỏi bà đông được bao nhiêu lít dầu? Ít hơn là chúng ta trừ. Chúng ta lấy 73 chúng ta trừ cho 16. Bỏ cái này, bỏ số lít dầu bà đông được thành chữ là. Số lít dầu bà đông được là, ta lấy 73 ta trừ cho 16. 13 mà ta trừ cho 6 là bằng 7. 7 trả 1. 57 lít dầu. Đáp số. Chúng ta qua câu B. Tuấn cân nặng là 27 kg, Hùng cân nặng hơn Tuấn là 5 kg. Hỏi Hùng cân nặng là bao nhiêu kg? Hơn là chúng ta cộng, ít là chúng ta trừ. Ta lấy 27 ta cộng cho 5. Số kg Hùng cân nặng là, số kg Hùng cân nặng là, hai mươi bảy ta cộng cho 5, 32 kg. Đáp số 32 kg.
Bài số tiếp theo. Bài số 8. Xem từ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đây cột này là cột thứ hai. Cột này là cột thứ ba. Cột này là cột thứ tư. Cột này là cột thứ năm. Cột này là cột thứ sáu. Cột này là cột thứ bảy. Và cột này là cột chủ nhật. Rồi ngày đầu tiên của tháng 4 là ngày 1. À. Ngày cuối cùng của tháng 4 là ngày 30. Tháng 4 chúng ta có 30 ngày. Trong tháng 4 câu A có bao nhiêu ngày thứ 6? À, có chấm chấm ngày thứ 6. Đây, thứ 6 đây. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày và 4 ngày. À, thứ 6 đây. Là có 4 ngày thứ 6. Các ngày thứ 6 là ngày 3, ngày 10, 17 và ngày 24. Ngày 27 tháng 4 là thứ 27 đâu? Đây, 27 tháng 4 là thứ à, đây là thứ hai thì giống xuống là thứ hai. Có tất cả bao nhiêu ngày? Đây, ngày 30 à, là có tất cả là 30 ngày. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 9. Viết số tích hợp và chỗ trống. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Một hình nè. Hai hình nè. À, chúng ta đếm hình tứ giác nè. À, hình tam giác nè. Ba hình nè. Rồi chúng ta lấy cái hình này với chúng ta ghép bức hình dưới này nè. À, ghép bức hình dưới như lại là được là 3 đúng không? 4. Ghép cái hình này là 4. Hình này chúng ta ghép cái hình này ra một cái tam giác là 5. Hình này chúng ta ghép cái hình dưới là 6. Rồi hai hình này chúng ta ghép lại à, ghép lại như là được 7 à. Rồi hai hình này à, hai hình này à, chúng ta ghép lại là được là 8. Rồi tiếp tục chúng ta hai cái hình lớn này nè, hai cái hình lớn và hình 4 hình 5 nè, hình 4 hình 5 nè, chúng ta ghép lại được 9. Hình 5 và hình 6 chúng ta ghép lại được là 10 à. Rồi có hình lớn ở ngoài này nữa à, cái hình lớn ở ngoài này thì chúng ta được là cái hình lớn ở ngoài này là được là 11 hình lớn ở ngoài. Rồi ba cái hình này à, ba hình này nè chúng ta ghép lại ba hình nhỏ nè ghép lại là được 12. Như vậy chúng ta có 12 cái tam giác, khá là nhiều. Rồi chúng ta tiếp tục. Hình tứ giác. Một hình, hai hình, ba hình. Rồi chúng ta ghép cái hình một với hình hai lại là bốn hình. Rồi ta ghép cái hình hai với hình ba lại là được năm hình. Rồi chúng ta à, ghép cái hình này từ đây lại đây, xuống đây qua đây, hình thứ năm nữa được hình thứ sáu. Và chúng ta sẽ được là sáu cái hình tứ giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.